Như mọi khi thì đây là thời điểm mà thị trường hàng hóa Tết sôi động và tăng cao. Nhưng tại huyện miền núi Nam Đông, khác hẳn với các năm trước, thị trường hàng hóa nơi đây khá ảm đạm, sức mua vẫn chậm, mặc dù các mặt hàng ở đây rất phong phú, đa dạng và giá cả đảm bảo. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Đài Cơ Sở. Chợ Khe Tre, trung tâm buôn bán lớn nhất của huyện miền núi Nam Đông. Những ngày cuối năm, không khí ở đây vẫn khá ảm đạm, thưa thớt người mua. Thực tế đang diễn ra ở đây là người bán nhiều hơn người mua. Những người đến chợ phần lớn là để mua thức ăn hàng ngày, số khác đi là để xem giá cả, chủng loại hàng hóa chưa có ý định sắm Tết. Bữa nay thì chợ đồ hàng cũng ế bình thường chứ không có gì thay đổi. Hàng hóa thì hàng cũng mình bán cũng bình thường chứ không có giá cả lên cao. Giờ chợ thì cũng rứa rồi đó, còn người giá cả thì mình bán buôn bán thì hàng bình thường, còn người thì tới hàng cũng mua cũng ít ỏi hơn năm ngoái, dự trữ đầy đủ nhưng mà người hắn cũng mua hắn cũng ít rồi mình cũng sớt phổi nên mình lo chứ biết chợ sao đây mà giờ mua hàng hóa hắn cũng nhiều rồi mình cũng lo. Năm nay thì chợ đồ quá ế ẩm nên tôi cũng không tích trữ hàng nhiều, chất lượng hàng hóa thì đảm bảo, còn hàng thì đảm bảo chất lượng, giá cả thì hợp lý. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, tiểu thương chợ Khe Tre đã bày bán nhiều mặt hàng khá bắt mắt và đảm bảo chất lượng như bánh kẹo, rượu, mứt, hạt dưa, quần áo, giày dép. Theo ghi nhận của chúng tôi, thì giá cả hàng hóa ngày Tết không có nhiều biến động so với ngày thường, thế nhưng sức mua lại giảm đi nhiều. So với mọi năm là buôn bán năm nay là chậm hơn các năm trước. Các năm trước là bán 10 phần, trên năm nay là tầm 33 phần thôi. Lượng khách cũng ít mà người mua cũng ít mà vật giá thì cao. Cho nên chị em tiểu thương cũng rất là khó khăn. Hiện nay lượng hàng rất đầy đủ và phong phú, đảm bảo cung ứng đủ cho người tiêu dùng. Nhưng so với những năm trước, tình hình hiện nay hàng hóa phong phú nhưng sức mua của người tiêu dùng và lượng bán ra của người tiểu thương tại chợ so với những năm trước có phần hạn chế. Chính vì vậy, hiện nay không khí Tết đã về nhưng tình hình kinh doanh buôn bán bà con đang còn là ế ẩm. Nhưng công tác phục vụ Tết của bà con tiểu thương cũng như trách nhiệm của ban quản lý chợ vẫn được đặt lên hàng đầu. Thứ nhất, hàng hóa là phải qua kiểm dịch của thú y đối với là lương thực thực phẩm tươi sống. Hàng phục vụ Tết là phải có nhãn mác xuất xứ rõ ràng và hàng sử dụng. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, chúng tôi đẩy mạnh công tác niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tất cả các mặt hàng. Công tác này chúng tôi luôn luôn đặt lên hàng đầu và duy trì thường xuyên hàng ngày, từ nay đến trước, trong và sau Tết. Việc mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán năm nay có thể không sôi động như những năm trước, một phần là do kinh tế khó khăn. Nguồn thu chủ yếu của người dân Nam Đông là nhờ vào cây cao su. Thế nhưng năm nay, do giá mua cao su thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế và sinh hoạt hàng ngày, nên người dân vẫn còn tính toán để bỏ ra những chi phí thật hợp lý trong việc mua sắm, tránh tình trạng thừa thải, lãng phí sau Tết.